Gia đình các quý vị đã có tấm lòng vàng ủng hộ với giải, một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Vâng, vậy là kính thưa toàn thể quý vị các bạn thân mến, đứng cạnh tôi lúc này, vận động viên Thanh Trinh, người con của quê hương xã Thành Minh của chúng ta, trong những giải đấu vừa rồi anh đang thể hiện được bản lĩnh của mình là những người con của quê hương đất Thạch Thành của chúng ta nói chung, cũng như đất Thành Minh của chúng ta nói riêng, thể hiện được bản lĩnh của tinh thần thi đấu thể thao bóng chuyền. Và trong những ngày thi đấu vừa rồi thì em cũng như những người vận động viên của mình đã có những ngày thi đấu thăng hoa. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta đã đến với trận đấu tranh hạng 3 trong buổi chiều hôm nay tại ban tổ chức, chúng tôi tổ chức thì theo như em thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải quyết tâm như thế nào để có thể giành được những chiến thắng về cho các cổ động viên của mình trong buổi chiều ngày hôm nay em? Vâng, khi đã vào đến vòng đấu như thế này rồi thì tất cả các đội thì ai cũng mong chiến thắng dành về cho đội mình. Thì tất cả các đội chúc hai đội chúng ta cùng quyết tâm thi đấu giành kết quả tốt nhất về cho đội của mình. Cảm ơn. Đó là một điều khẳng định được tố chất của những người con đến từ quê hương xã Thành Minh của chúng ta nói riêng. Và chúng ta hãy cùng mong đợi vào những sự cống hiến của các cầu thủ của chúng ta sẽ dành tặng cho tất cả quý vị khán giả chúng ta có mặt, thậm chí hàng trăm hàng nghìn khán giả của chúng ta có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn Thanh Tình. Vâng, và một lần nữa chuẩn bị đến giờ thi đấu trận tranh hạng 3 trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, hàng ghế bên trên xin kính mời tất cả các quý vị đại biểu. Chúng ta hãy vào đúng vị trí hàng bàn chúng tôi đã xếp đặt để ngồi để chứng kiến những các cầu thủ của chúng tôi thi đấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, và một lần nữa thay lời cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn gia đình bác Lượng ao luôn rẻ sôi cốc ủng hộ với giải 500.000 đồng. Xin thay lời cho ban tổ chức xin trân trọng kính chúc gia đình anh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm 23 này. Còn đề nghị anh Công Minh, chúng ta hãy vào lấy ghế thêm ghế bàn bên bên phải là bàn cộng tác bình luận. Vâng, và bàn trung tâm giữa này là bàn dành cho tổng tài viên, và bàn hai bàn bên kia là dành cho các quý vị đại biểu. Rồi là quý vị toàn thể quý vị các bạn thân mến, một lần nữa anh em chúng tôi, những người làm công tác tổ chức tại những giải đấu lớn thể thao trong khu vực hội làng, đã được đồng hành cùng toàn thể các quý khán giả cũng như một lần nữa thay lời ban tổ chức xin chân thành cảm ơn gia đình anh Long, cũng là một bí thư trưởng thôn Mắc Hèo ủng hộ với giải số tiền 200.000 đồng, và xin trân trọng kính chúc gia đình anh mạnh khỏe, hạnh phúc. Một lần nữa anh em những người làm công tác bình luận tại các giải đấu lớn của hội làng là được quay trở về và cùng đồng hành với toàn thể các quý vị khán giả chúng là những người hâm mộ môn thể thao bóng chuyền thân mến. Như vậy là quay trở lại với giải đấu của thôn Sồi Cốc tổ chức giải bóng chuyền mở rộng mừng xuân năm 2023, thì trải qua những ngày thi đấu cực kỳ cam go cũng như cực kỳ kịch tính, và cho đến giờ phút này thì ban tổ chức đã lựa chọn ra những hạng nhân, những đội bóng xứng đáng để lọt vào vòng chung kết của giải đấu của chúng tôi. Như vậy là trên màn hình của quý vị và các bạn, chúng ta sắp sửa đã được chứng kiến những màn so tài của các chàng trai đến từ đại diện xã Thành Minh, đó là các chàng trai đến từ thôn Mạc Hèo xã Thành Minh, cũng như các chàng trai đại diện cho đội tuyển của các vị lãnh đạo của bốn đội bóng xã Thành Minh bàn hàng ghế để ngồi ạ. Vâng, xin mời các bác ạ. Như vậy là trong buổi chiều ngày hôm qua, ngày thi đấu thứ tư của giải đấu thì đã diễn ra các trận bán kết ở nội dung bóng chuyền nam cũng như nội dung bóng chuyền nữ.
quay trở lại nội dung bóng chuyền nam trong buổi chiều ngày hôm qua thì thi đấu ở các nội dung vòng bán kết thì các chàng trai đến từ đội bóng Mạc Hèo xã Thành Minh họ đã có một ngày thi đấu vô cùng thăng hoa, nhưng rất tiếc là họ cũng không thể vượt qua được mục tiêu có thể nói rằng rất cao với các chàng trai đến từ đại diện huyện Nho Quan của tỉnh Ninh Bình. Chính vì vậy ngày hôm nay thì họ bước vào trận đấu tranh hạng 3 ngày hôm nay, họ cũng đã thể hiện được bản lĩnh cũng như tinh thần thi đấu của những chàng trai mà chúng ta đang trong thời gian đang trẻ hóa cầu thủ của mình. Và quay trở lại các chàng trai đến từ thôn Tử Cường xã Thành Minh thì cũng vậy, bước vào mùa giải lần này thì chúng tôi cũng đã có sự phỏng vấn với ban huấn luyện của đội bóng này. Thì mục tiêu đặt ra ở giải đấu lần này thì cũng không quá cao đối với các chàng trai đội bóng của họ, bởi vì họ là những người đang trẻ hóa cầu thủ trong giai đoạn rất là bình thường trong giải đấu lần này, bởi vì các vận động viên của họ thậm chí đang thi đấu cho các câu lạc bộ trong nước cũng như quốc tế. Thì trong giải đấu lần này thì họ không thể kêu gọi được các vận động viên của mình về tham gia thi đấu trong câu lạc bộ của mình. Chính vậy họ đã chấp nhận bước vào trận đấu này, trận đấu tranh hạng 3 trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, để điều khiển trận đấu tranh hạng 3 này, ban trọng tài đó là ban trọng tài của tổ chức và người cầm còi trọng tài số 1 đó là đồng chí Văn Tâm. Vâng, Văn Tâm của trọng tài ban tổ chức. Như vậy là quay trở lại xin mời với quý vị đại biểu, các quý vị lãnh đạo, chúng ta hãy lên hàng ghế vinh dự để ngồi chứng kiến những cầu thủ thân yêu của mình thi đấu ạ. Như vậy là quay trở lại với ngày thi đấu hôm qua, anh Công Minh ạ, người được công sự của tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì trong buổi sáng hôm qua, anh em của chúng ta đã phải di chuyển với một quãng đường rất là vất vả, bởi vì mật độ giao thông của đất nước Việt Nam của chúng ta có thể nói rằng cực kỳ là phức tạp. Thế nhưng đến giờ phút này, nhưng mà với niềm nhiệt huyết như anh em chúng ta tổ chức giải đấu như thế này thì chúng ta cũng đã có mặt được những thời điểm quan trọng để chúng ta cùng bình luận để cống hiến cho các quý vị khán giả. Xin mời các quý vị khán giả, chúng ta không thể nói rằng trước đây bảng logo thôi ạ, để cho nó đẹp ạ. 24 giờ cũng nhờ 0:30 thì anh em chúng ta mới có thể có mặt tại về tác nghiệp để muốn giải chúng tôi. Xin mời các ông trong bên này ạ, anh nhà rất còn nhiều chỗ ngồi ạ. Ở trận thi đấu lúc này thì anh em chúng ta đã có một tinh thần được thoải mái trong bên kia ngồi đây anh ạ. Lại với các bình luận trong buổi chiều ngày hôm nay, bởi vì đó có là một tác nghiệp vinh dự cho anh em chúng ta để với hàng trăm anh em khán giả như thế này. Thì có lẽ anh vô đây anh ngồi ạ. Đây sự khác biệt của anh em chúng ta đã từng tham gia bình luận rất nhiều những giải đấu lớn như thế này rồi, thậm chí ở tỉnh Bắc Ninh chúng ta đã từng tác nghiệp ở đó, nhưng mà với niềm nhiệt huyết của các vị khán giả thì không thể đồng bằng các quý vị khán giả đã góp mặt ở trên sân của thôn Xuân Cốc ngày hôm nay đâu. Đó là khẳng định được sự cố gắng rất nhiều ở tinh thần thể thao của một giải đấu hội làng như thế này. Theo tôi nghĩ như thế đấy anh Công Minh ạ. Vâng, yêu cầu các quý vị khán giả yêu bóng chuyền, chúng ta không nên đứng trước cái biển hội làng của chúng tôi. Vâng, bởi vì chiều nay đã sẽ có hai nhà để cùng tác nghiệp cùng chúng tôi với, để hoàn thiện trong mùa giải năm nay, cũng như là truyền tải tới quý vị khán giả trên sân chiều nay sẽ diễn ra trận chung kết. Lời đầu tiên Quang Minh xin gửi tới lời chúc mừng bốn đội đã lọt vào trận chung kết buổi chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng cũng gửi tới quý vị khán giả mến mộ cũng như là đã theo dõi trong quá trình thời gian từ một đầu mùa giải đến nay, lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Và trên sân hiện nay là hai đội đang khởi động trên lưới, thì theo nhận định của Quang Minh cũng như là rất cố gắng để kịp thời gian cùng về, cũng như anh Xuân Hồng đã chia sẻ với mọi người, mặc dù trong dịp Tết này đường xá cũng như là đường xá giao thông rất chi là đông đúc, các quý vị nói chung là rất phức tạp. Công nhân bắt đầu vào những ngày đầu năm để ra quân đi làm và cũng như là du xuân hội hè. Vâng, rất nhiều cái vấn đề phức tạp mà chúng tôi cũng sắp xếp được cái thời gian để về cùng truyền tải tới quý vị trên sân buổi chiều ngày hôm nay. Lời đầu tiên cũng như là xin kính chúc quý vị và các bạn là mùa giải thành công tốt đẹp.